Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đồng hương và các chiến hữu. Bây giờ thì sự tập trước mắt thì quý vị đã biết cái buổi chiều hôm nay là buổi chiều gì rồi, qua báo chí, qua tất cả những cái giấy mời thì quý vị đã biết. Và cái người mà quý vị cũng muốn nghe nó nói chuyện một cách cụ thể thì quý vị cũng đã biết. Cho nên là bây giờ nếu kêu tôi lên giới thiệu thì cũng là hơi thừa. Nhưng mà cũng sao, bởi vì nó có nhiều điều cần phải nói. Cái thứ nhất á, là tôi rất là hân hạnh giới thiệu một tác giả, một người đặc biệt hôm nay, trong cái buổi họp hôm nay cho quý vị. Và ngược lại tôi cũng xin giới thiệu quý vị cho anh Liên Thành, bởi vì anh Liên Thành cũng chưa biết mấy người ở đây. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa thì có nhiều cái ấn tượng, bởi vì cái sự kiện biến cố Mậu Thân với cái sự biến cố miền Trung, cái sự kiện Mậu Thân á là một cái sự kiện không những ở tại miền Trung, không những là chỉ có bao quanh xung quanh Huế, nhưng mà nó là một cái sự kiện cả nước và cả thế giới đều biết. Cho nên chúng ta không thể nào mà che đậy, không thể nào lấy một hình thức gì để mà che đậy. Mà nếu không che đậy được thì chúng ta phải công nhận cái sự thật. Và muốn công nhận sự thật thì phải có những người đã nằm ở trong đó ra nói nó mới đúng. Thực sự cái bản thân của tôi thì người ở Nha Trang thì tôi cũng đâu biết đâu. Năm 66 thì chỉ nghe, xong rồi trên báo, trên điện đài này nọ thôi, đâu biết gì đâu. Cho nên bây giờ tôi cũng giống như quý vị, là tôi cũng muốn đến đây để mà nghe, để mà biết một cách rõ ràng. Đó là cái điều chúng ta cần phải chú ý hôm nay. Và thì tôi cũng tha thiết đó, là quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc thì chúng ta cũng có thể nói để làm sáng tỏ vấn đề, chứ không phải là đặt cái vấn đề để mà có tính cách cá nhân. Thì anh Liên Thành là có 16, bởi vì tôi cũng có 16, nhưng mà thực ra thì rất là đông người, tôi chỉ mới biết Liên Thành cách đây cũng khoảng một tháng thôi. Biết tên thì có, biết tên cái từ năm 1966, nhưng mà biết mặt thì cũng mới biết trước quý vị có mấy ngày. Thì đó là một vấn đề, nhưng mà dù sao nó cũng là một chiến hữu, một đồng môn. Thì bây giờ cái người đồng môn của tôi có vấn đề gì thì tôi vẫn phải đứng bên cạnh cái người đồng môn của tôi. Thì tôi xin nói là tôi đứng bên cạnh nhưng phải đứng phía sau và phải đứng phía trước. Cái điều thứ hai mà tôi muốn giới thiệu về Liên Thành á, là một con người chống cộng tiền đề và chống cộng rõ ràng. Cho nên là những cái luận điệu mà nói rằng anh Liên Thành làm lợi cho Việt Cộng thì tôi cũng xin khẳng định là không có. Và tôi rất là đồng tình với Liên Thành, bởi vì với cái tinh thần chống cộng đó, gia đình của chúng tôi thực tế là cũng bị Việt Cộng nó giết rất nhiều. Cho nên là tôi rất là ủng hộ anh Liên Thành về cái mặt chống cộng. Và cái điều thứ ba về cái bài viết á, thì trước kia mình nghe những tin tức thì tôi chỉ mường tượng rằng là ở Tết Mậu Thân nó chết bao nhiêu người, rồi là biến động và đem bàn thờ xuống dưới đường. Nhưng mà bây giờ sau khi đọc quyển sách của Liên Thành thì tôi xác nhận rằng trước mặt chúng tôi rõ ràng là có những cái hình ảnh nó hiện ra trước mặt. Bây giờ nó mới thấy hình ảnh đó, hồi trước kia là thấy lờ mờ thôi. Thì bây giờ sau khi đọc rồi các bạn sẽ thấy rõ những cái hình ảnh đó là trước mặt. Hình ảnh của những người chết, hình ảnh của những cái mồ chôn tập thể, hình ảnh của những cái sự mà tấn công, rồi tất cả những cái hình ảnh đó sau khi đọc quyển sách Liên Thành thì không những quý vị biết chi tiết mà quý vị có thể hình dung ra một cái những hình ảnh nó xảy ra tại Huế. Cho nên là bởi vì ba cái lý do đó thì tôi chỉ nghe biết Liên Thành thì tôi là rất là ủng hộ, và tôi cũng cùng bàn với một số anh em là sẽ mời Liên Thành lên đây để mà làm sáng tỏ vấn đề. Chính cả bản thân tôi cũng muốn sáng tỏ một cách là rõ ràng, cho nên là chúng tôi quyết tâm là tìm cách để mà mời Liên Thành lên đây. Và với cái sự kiện ngày hôm nay thì tôi cũng liên hệ là đây là một sự kiện lịch sử, chúng ta không thể nào mà che đậy. Nếu chúng ta che đậy thì người khác cũng che đậy. Và tôi cũng xin nói rằng sau khi đọc rồi tôi thấy rằng cái anh Liên Thành viết cũng chỉ ở một cái khía cạnh, một cái góc, chứ còn chưa thể viết hết. Những cái điều Liên Thành mà tiết lộ ra cũng chưa chắc gì hết 100%, bởi vì sau đây tôi cũng nghe một vài người nói là cũng còn thiếu sót một số. Mà làm sao mà trách được một con người, mà làm sao mà có thể hiểu hết tất cả cái hiện tượng ở tại một cái tỉnh lớn như vậy. Cho nên là tôi yêu cầu quý vị, sau khi anh Liên Thành trình bày thì quý vị thấy chỗ nào thiếu sót thì bổ túc vào. Thì cái sự bổ túc của quý vị thì anh Liên Thành sẽ ghi là do đồng bào ở Sacramento bổ túc thêm, thì chúng ta cũng góp công trong hiện tượng lịch sử rất là tốt. Vậy thì cuối cùng tôi xin giới thiệu cái người mà quý vị muốn biết ngồi trước mặt đây là anh Liên Thành, thiếu tá. Vâng, thưa quý vị, tôi là Liên Thành. Thứ nhất xin kính chào và xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay đã đến đây tham dự buổi hội thảo về biển Đông miền Trung. Thứ hai, tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đại diện báo chí, truyền thông,
tại vùng Sacramento đã hiện diện ngày hôm nay. Thứ ba, tôi cũng xin cảm ơn và xin gửi lời chào thân mật đến quỹ chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là những anh em lực lượng cảnh sát quốc gia của Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia và đặc biệt là Bộ Chỉ huy Cảnh sát quốc gia Thừa Thiên. Trước khi đi vào vấn đề thì thưa quý vị đã biết, trong một khoảng thời gian rất gần đây chúng tôi đã nhận được những cái lời khen và những lời chê trên các cái website, và đặc biệt gần đây là có cái lời bình luận của giáo sư Trần Kim Đoàn. Sau đó tôi còn mời giáo sư Trần Kim Đoàn trong một cái tinh thần thứ nhất là anh em người Huế với nhau, và trong một cái tinh thần hợp tác để tìm ra sự thật. Có thể tôi có những cái sai hoặc anh Trần Kim Đoàn có những cái sai, thì chúng ta nên ngồi trực diện với nhau để mà nói chuyện tìm ra cái lẽ đúng sai để cho cái sự thật ngày hôm nay và ngày sau nó được sáng tỏ hơn. Thì sau đó tôi nhận được cái thư của anh Trần Kim Đoàn là từ chối không có đến họp mặt ngày hôm nay, thì thật là một cái điều đáng tiếc. Nhưng nếu đến giờ chót anh Trần Kim Đoàn thay đổi ý định mà đến thì thật tình tôi không có biện bạch anh Trần Kim Đoàn. Nếu anh Trần Kim Đoàn có mặt trong phòng hội này thì tôi xin trân trọng mời anh Trần Kim Đoàn lên ngồi ngay hàng ghế đầu để chúng ta trong cái buổi hội thảo này có thể trực diện với nhau nói chuyện trong cái tinh thần hợp tác tìm sự thật. Và cái thứ hai nữa, nếu trong hội trường này có những người mình danh là Tuệ Kiếm hay Bảo Quốc Kiếm thì tôi cũng xin mời coi như là khách đặc biệt của tôi lên ngồi trên hàng ghế đầu để chúng ta cùng trực diện thấy mặt thấy người để nói chuyện. Tôi dứt khoát không bao giờ nói chuyện với bóng ma, đó là cái điều dứt khoát. Cái vấn đề này là vấn đề lịch sử, phải tìm ra cái chuyện đúng và sai để cho thế hệ sau học một cái bài học, tránh khỏi cái hiểm họa cộng sản. Thì không thể dùng cái tức giận, dùng những cái gọi là một cái hành động rất là không có được minh bạch. Nếu những ai trong bóng tối chỉ dùng bí danh, bí số, tên tuổi không đúng, tôi xin nói lần này và không bao giờ nói nữa là không bao giờ tôi nhận lời mời được nói chuyện trên một cái diễn đàn qua một cái hệ thống ảo gọi là hệ thống net hay là hệ thống patron. Cái đó tôi xin từ chối đàng hoàng. Tôi chấp nhận nói chuyện với họ bất cứ nơi đâu, bất cứ giờ phút nào, mặt đối mặt để tìm ra sự thật. Đó là cái lời, đó là tâm huyết của tôi. Xin chuyển lời lại cho ông Tuệ Kiếm hoặc ông Bảo Quốc Kiếm hoặc cái lực lượng nào đó. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin đi vào cái vấn đề chính. Cách đây gần 3 năm, khi tôi đặt viết, bắt đầu viết những diễn biến xảy ra trong một khoảng thời gian điêu linh của đất nước từ 1966 đến 1975, tôi đã có một cái tiên liệu rõ ràng rồi ra thế nào cũng thành cái biến động lớn trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và đối với quốc nội. Bởi vì những cái sự thật tôi nói ra có thể giúp một cái phần nào cho lịch sử về sau, nhưng cũng đã xúc phạm đến một số người khác và có thể bị bối bác, bị chậm mục. Nhưng mà thưa quý vị, dòng đời và sinh mệnh của dân tộc, của lịch sử phải được trình bày một cách rõ ràng. Thì thưa quý vị, 42 năm qua, trong cái khoảng thời gian từ 66 đến 75,